Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thời gian ghi danh sẽ kết thúc sớm. Khám phá sự khác biệt với Brand New Day. Vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến bản tin, đó là năm 2012. Cái tên Francisco Javier Lopez bị nghi là đã thực hiện một cái vụ bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái mới có 6 tuổi ở tại Santa Ana. Nhưng mà khi đó, đó cảnh sát họ chỉ có một cái mẫu DNA mà thôi. Và khi mà họ nhập vào trong cái kho dữ liệu DNA của FBI, gọi là cái coded system đó, thì lại cái đi mẫu DNA thu thập ở hiện trường nó không có cho ra kết quả gì cả. Tại bởi vì nếu mà tên này từ trước đến giờ chưa có bị bắt về cái tội gì thì DNA nó không có nằm ở trong kho dữ liệu của cảnh sát. Thế cho nên là cảnh sát suốt nhiều năm sau họ vẫn tiếp tục họ muốn sử dụng một cái công nghệ, đó là so sánh DNA của nghi phạm với lại những cái thành viên trong cùng gia đình của tên này. Nhưng mà cái gia đình này khi đó cũng không có ai bị bắt cả, thưa quý vị, cho nên không có cái gì để mà so sánh. Mãi cho đến năm 2014 đó, thì cảnh sát mới nhận được cái tin đó là có một người phụ nữ là thành viên, có thể là bà con, cô gì, chú bác gì đó, hay là cousin của cái tên này phạm một cái tội trong một cái vụ không có liên quan gì cả. Thì cảnh sát ngay lập tức mới lấy DNA của cái người đàn bà này và họ muốn kiểm tra, họ muốn match với cái DNA của nghi phạm năm 2012. Nhưng mà khi đó, thưa quý vị, đó là công nghệ so sánh DNA giữa quan hệ họ hàng ở tại quận Cam đó lại chưa có được tối tân. Họ không thể so sánh giữa một người phụ nữ và một người đàn ông nếu là họ hàng, thưa quý vị. Lúc đó chỉ so sánh được là nam với nam mà thôi, cousin với nhau, hay là chú bác, nhưng mà nam với nam thì họ so được, nữ với nam họ vẫn chưa so được. Cho nên chính vì vậy mà suốt 5 năm trời cái DNA của cái người đàn bà đó với lại cái tên Lopez cứ nằm ở đó, mà bởi vì công nghệ nó không có cho phép, thưa quý vị. Cho nên mãi cho đến tháng 6 năm nay thì công nghệ mới được update về cho Santa Ana, quận Cam chúng ta. Cho nên là ngay lập tức cảnh sát họ dùng cái DNA của cái người phụ nữ đó và cái tên Javier Lopez, và nó đưa ra là đây là match lên đến 80-mấy%, thưa quý vị. Nhưng mà match nghĩa thì không, nhưng vẫn chưa có thể chứng thực đây là cái tên này. Cho nên là FBI mới đi theo tên này và họ lượm những cái mẫu ống hút hay những cái ly giấy mà y quăng ra đó, để mà họ bây giờ mới có được cái mẫu DNA từ chính tên này, thì mới chứng thực được là cái DNA thu được hiện trường năm 2012 là của y. Và đến ngày 4 tháng 10 vừa qua thì y chính thức bị bắt nhờ vào cái công nghệ hiện đại ngày hôm nay. Và cái vụ của tên này cũng là cái vụ đầu tiên ở Santa Ana mà cảnh sát sử dụng công nghệ so sánh giữa họ hàng một người phụ nữ và một người đàn ông để mà phá án, thưa quý vị. Trước đến giờ chưa có cái vụ nào như thế này. Trong khi đó, tình hình của Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng miền Bắc Syria tiếp tục bùng nổ lớn trong ngày hôm nay và khiến cho ông Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo cùng với ông Phó Tổng thống Mike Pence phải bay sang Thổ Nhĩ Kỳ, thủ đô Ankara, để gặp ông Tổng thống Erdogan nhằm thuyết phục ông: thôi anh ơi, đừng có đánh nó nữa. Đó là chuyện mà, thưa quý vị, Tổng thống Trump quậy quá, cho nên bây giờ cả thế giới và khiến cho ông Ngoại trưởng với ông Phó Tổng thống phải tìm cách thuyết phục Erdogan. Tổng thống Trump trong cái cuộc điện đàm với ông Erdogan trước đây một tuần lễ rồi đó, thì là hứa hẹn với nhau gì đó đó. Sau đó thì ông Trump lại nói nếu như mà anh tấn công Kurd và gây xáo trộn ở Syria thì tôi sẽ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Thì trong cái lệnh trừng phạt này, họ nói rằng có thể gây ảnh hưởng đến mậu dịch giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ lên tới 100 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà nói vậy thì thôi chứ, nói thì nói như thế nhưng mà chưa có ra lệnh cấm vận, thưa quý vị, hoặc là trừng phạt. Ông Trump chỉ đe dọa thôi. Chính vì cái sự đe dọa đó mà ông Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố
chúng tôi sẽ không ngừng bắn cho đến khi nào chúng tôi giải tán được bọn Kurd, để mà chúng đừng có gây ảnh hưởng và đòi tự trị khỏi cái vùng phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Cái khổ ở đây đó, thưa quý vị, cái biên giới này Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đang xâm lấn sang, bởi vì họ đánh sang bên phía Syria. Và đó là lý do mà người Kurd đã nhận được sự hỗ trợ của Nga và Syria. Nga đã có mặt tại căn cứ quân sự của Hoa Kỳ khi mà 1.000 binh sĩ Hoa Kỳ rời khỏi cái căn cứ quân sự này. Giờ đây thì anh Nga, anh vô đây. Nhưng mà anh vô đây, anh cũng rất là phiền. Anh cũng không muốn đánh anh Thổ nữa. Bởi vì sao? Nga cũng là bạn của Thổ Nhĩ Kỳ. Nga muốn bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Cho nên ngày hôm nay Nga tuyên bố là chúng ta nên tự chế và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ đừng có đánh vào phía Syria nữa. Thổ Nhĩ Kỳ nhất định không đồng ý. Và đó là lý do tại sao hiện nay thì Pháp, Anh, Đức v.v. họ cũng muốn đưa ra các lệnh cấm, nhưng mà nó không có nhắm vào vấn đề kinh tế, thưa quý vị, mà nhắm vào vấn đề vũ khí. Mà vũ khí của châu Âu bán cho Thổ Nhĩ Kỳ thì không có bao nhiêu cả. Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn với Tổng thống Trump sẽ đồng ý mua lại các loại vũ khí của Hoa Kỳ. Thế nhưng anh Nga, anh lại không muốn cái điều này xảy ra, cho nên anh vẫn tự chế trong cái việc không đánh. Phía Nga không có đánh vào quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ, mà hiện nay giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội Syria và Kurd đụng độ với nhau mà chưa có dấu hiệu chấm dứt. Liệu rằng ông Mike Pompeo và ông Phó Tổng thống Mike Pence có thuyết phục được hay không? Chúng ta chắc có thể phải chờ tới chiều hôm nay hoặc là ngày mai. Dạ vâng. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị thông báo, đó là Đài Lê Đô Sài Gòn TV vào ngày Chủ nhật 27 tây tháng 10 từ 10 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa sẽ diễn ra một cái cuộc thi hóa trang Halloween ở ngay trong thương xá Phước Lộc Thọ. Thì tất cả các em nào mà từ 5 tuổi trở lên là đều được ghi danh để mà tham gia dự thi. Và giải thưởng năm nay thì rất là phong phú, 3 giải thưởng lận thưa quý vị. Mỗi giải bao gồm một vé đi Disneyland, hoặc là đi Knott's Berry Farm, hoặc là đi Universal Studio, và còn nhiều quà tặng khác từ các nhà bảo trợ. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc là muốn liên lạc để mà ghi danh cho các em thì xin gọi về cho đài với số phone là 714-979-9562. Thảo Yên ơi. Dạ vâng. 12 giờ trưa tới 2 giờ chiều. Chứ không phải 10 giờ sáng. Sáng ra đó cũng được, và chuẩn bị cho các em tôi nghĩ là cũng tốt, nhưng mà dạ vâng, đến 2 giờ chiều luôn thưa dạ quý vị. Cho nên không có ngắn như thế đâu. Một lần nữa, rất mong quý vị hãy ra ngoài thương xá Phước Lộc Thọ và vui với các em. Trong khi đó, tại Iran, ông Tổng thống Trump có những cái phương cách để tấn công Iran bằng cyber attack. Thay vì thả bom, rồi đưa máy bay không người lái, rồi tấn công, bây giờ nguy hiểm hơn cho Iran là cả một cái đội ngũ tin tặc của Hoa Kỳ, trong đó từ Bộ Quốc phòng, trong suốt nhiều ngày qua đã tìm cách tấn công vào cái hệ thống hạ tầng cơ sở của Iran. Và điều này đã có cái sự thành công nhắm vào cái hệ thống phát triển hỏa tiễn của Iran trong thời gian qua, và đã dẫn đến cái việc mà gây ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của Iran. Tình hình vẫn còn đang rất căng thẳng, và đó là lý do Tổng thống Trump đã điều quân tăng thêm cho Ả Rập Saudi 2.000 binh sĩ Hoa Kỳ nữa. Và phía Ả Rập cũng đồng ý họ phải trả tiền để bảo vệ cái khu vực mà đường biển từ bên phía Tây cũng như bên phía Đông, tức là vùng Vịnh Ba Tư và kể cả vùng Hồng Hải nữa. Và không có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ thì phía Ả Rập lo ngại rằng Iran sẽ tiếp tục tấn công, và họ hy vọng với cái sự hiện diện của quân đội Mỹ ở đây sẽ làm giảm những cái sự khiêu khích và đòi chiến tranh của Iran nhắm vào khối Ả Rập. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì cảnh sát ở tại Santa Ana hiện nay họ đang điều tra một trường hợp một bé gái mới có 10 tuổi vào hôm Chủ nhật đã vừa tự tử, kết thúc mạng sống của mình, thưa quý vị. Thì em này tên là Alison Wendell, mới có 10 tuổi. Mới có 10 mà nó tự tử. Em bị ăn hiếp trên mạng phải không? Dạ đúng rồi.
Em là học sinh của trường Hazard Elementary School tại Santa Ana, thành phố Santa Ana nhưng mà thuộc học khu Garden Grove thưa quý vị. Thì hiện nay các nhà điều tra cho biết là họ sẽ điều tra các mạng xã hội mà em xài như là Twitter hay là Facebook và cả cái cell phone của bé. Nhưng mà các bạn học khi mà được cảnh sát hỏi đó thì họ nói rằng quãng thời gian qua Wando thường xuyên bị ăn hiếp ở trong trường, lại một cái vụ bully ở trong trường giữa các học sinh nhỏ mà bây giờ dẫn đến cái việc là mới có 10 tuổi mà phải tự tử thôi quý vị. Bố mẹ không theo dõi các em rồi các em về nhà cũng không nói cho bố mẹ mới có 10 tuổi mà nhìn xinh xắn vậy thôi. Quá tội nghiệp được quý vị. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả ra đây giữ nguyên làn sóng này theo dõi các chương trình thường lệ của Little Sài Gòn TV. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.